Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình cháy nổ trên cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng diễn biến khá phức tạp, mức độ thiệt hại vẫn nghiêm trọng. Do đó, việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa cháy nổ là vấn đề đang được ngành chức năng cũng như các địa phương đặc biệt quan tâm. Gần đây nhất là vụ cháy xảy ra tại một hộ gia đình kết hợp kinh doanh các loại ly, cốc giấy nhựa trên đường 10 tháng 3, xã Chư Bua, thành phố Buôn Ma Thuột. Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương điều động các phương tiện và hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Sau khoảng 1 giờ đám cháy đã được khống chế, không lan sang các hộ lân cận. Theo thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 19 vụ cháy, thiệt hại tài sản khoảng 13 tỷ đồng, không có thiệt hại về người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ cháy giảm nhưng mức độ thiệt hại về tài sản lại tăng. Địa bàn xảy ra cháy nhiều nhất là thành phố Buôn Ma Thuột với 9 vụ, nguyên nhân chủ yếu là do sự cố thiết bị điện. Khi mà xảy ra cái trường hợp trong cháy nổ trong cái loại hình các đối tượng này á, thì thứ nhất là mình trước hết là bản thân mình phải trang bị cho mình một cái kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy cháy, trong đó chủ yếu tập trung về cách xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra, đặc biệt là cái thoát nạn khi tình huống xảy ra, khi mà có cháy nổ xảy ra đấy, thì mình thứ nhất là mình không thoát những thoát nạn cho mình mà thoát nạn cho những người xung quanh. Khi mà phát hiện thì chúng ta phải thứ nhất phải hô hoán và hướng dẫn mọi người trực tiếp là thứ nhất là đi ra cái lối thoát nạn gần nhất, hai nữa là sử dụng các phương tiện chữa cháy đã được trang bị và dập tắt đám cháy khi mới phát sinh. Trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo ngành chức năng cùng với các địa phương khẩn trương tiến hành tổng rà soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời chịu trách nhiệm trước hết về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong phạm vi lãnh đạo, quản lý. Chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn cho 262 cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác rà soát kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn toàn tỉnh. Cuộc tổng kiểm tra rà soát này thì chúng tôi sẽ đánh giá đúng thực trạng về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để kịp thời hướng dẫn xử lý các cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, hướng tới mục tiêu ngăn chặn đẩy lùi các vụ cháy nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung kiểm tra các cơ sở đông người, khu vực nguy cơ cao về cháy nổ như chung cư, nhà cao tầng, khu cụm công nghiệp, chợ, nhà kho, quán karaoke, vũ trường, quán bar, xử phạt nghiêm và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở đưa vào sử dụng không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý khi xem xét thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, cấp giấy phép xây dựng, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và nghiệm thu đưa vào công trình sử dụng. Chúng tôi xác định là công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là hết sức có tầm đặc biệt quan trọng, bởi vì là bảo vệ về vấn đề về sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân. Đấy, từ đó chúng ta phải nhận thức và thấy được rằng công tác phòng cháy chữa cháy là không riêng gì của lực lượng công an triển khai và thực hiện, mà đây là cả hệ thống chính trị của toàn dân để chúng ta tham gia tích cực vào công tác phòng cháy chữa cháy để nhằm đảm bảo cái sự an ninh an toàn về tuyệt đối trong lĩnh vực về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Đợt tổng rà soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được tiến hành từ nay đến giữa tháng 12 năm 2022. Qua đó kịp thời chấn chỉnh những hạn chế tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy, nâng cao vai trò của người đứng đầu nhằm hạn chế đến mức thấp nhất cháy nổ xảy ra, giảm thiệt hại về người và tài sản, nhất là trong thời điểm mùa khô và giáp Tết Nguyên đán 2023.